trình thời sự của đài phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 6 năm 2016 của đài phát thanh Long An. Phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kiến tường, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt gần 1.600 tỷ đồng, chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quyền Tân Hưng giải ngân tổng nguồn vốn dây trên 410 tỷ đồng. Sau đó sẽ là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý chị cùng theo dõi phần tin trong tỉnh. Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường Nguyễn Giang Vũ chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2016, kinh tế thị xã Kiến Tường tiếp tục phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành thương mại dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tổng giá trị sản xuất đạt gần 1.600 tỷ đồng, đạt hơn 52% so với kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất thương mại trên 115 tỷ đồng đạt trên 50% kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 92 tỷ 260 triệu đồng, đạt 48% so với kế hoạch. Tổng các khoản thu ngân sách theo chỉ tiêu ước thực hiện được 51 tỷ 598 triệu đồng, đạt 87% dự toán tỉnh giao và 49% kế hoạch thị xã giao. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa theo hợp đồng thương mại tăng 48% so với giới cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, sản lượng lúa đạt trên 97.000 tấn. Chương trình nông thôn mới tiếp tục được đầu tư thực hiện. Thị xã có 2 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 16 đến 17 tiêu chí. Công tác cải cách hành chính, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm chỉ đạo. Do hóa xã hội có nhiều tiến bộ, mạng lưới y tế giáo dục phát triển mạnh, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận đóng góp những ý kiến cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2016. Từ đầu năm 2016 cho đến nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyền Tân Hưng giải ngân cho bà con nông dân trên địa bàn huyện với tổng vốn dài trên 410 tỷ 900 triệu đồng, giúp cho nông dân kịp thời chủ động phục vụ trong sản xuất. Với nguồn vốn trên, thì người dân chủ yếu dùng mua sắm trang thiết bị và vật tư phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Nhờ được giải ngân nguồn vốn nhanh chóng, kịp thời, nên nông dân luôn chủ động trong quá trình sản xuất. Đi đôi với công tác giải ngân nguồn vốn dài, chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện còn đẩy mạnh việc thu nợ. Tổng doanh số thu nợ của ngân hàng đến thời điểm này là trên 399 tỷ 950 triệu đồng. Hiện nay dư nợ trong dân hơn 939 tỷ 300 triệu đồng, nợ quá hạn trong dân hơn 4 tỷ đồng. Không để nợ quá hạn tồn động nhiều, chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đang tập trung công tác thu nợ trong dân. Bên cạnh, ngân hàng còn phân công cán bộ tín dụng xuống cơ sở, nắm bắt nhu cầu chủng dây của bà con và hướng dẫn thủ tục dây cần thiết. Ông Trần Văn Trước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền Tân Thạnh, kiêm trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự quyền, chủ trì hội nghị sơ kết đợt cao điểm thi hành án dân sự năm 2016, thực hiện đợt cao điểm thi hành án dân sự đợt 1 năm 2016 từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4, chi cục thi hành án dân sự quyền đã thi hành án số diệt có điều kiện thi hành là 320 diệt, số diệt đã thi hành xong 73, đạt tỷ lệ gần 23% tổng giá trị thụ lý có điều kiện thi hành hơn 8,9 tỷ đồng, đã giải quyết xong hơn 1,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ hơn 15%. Kết quả thi hành án 6 tháng năm 2016 đã thu lý 1.291 dịa, tăng 90 dịa so với cùng kỳ. Trong đó có trên 1.000 dịa có điều kiện giải quyết, tỷ lệ giải quyết xong đạt hơn 35%, số dịa chưa có điều kiện giải quyết chiếm tỷ lệ hơn 13% tổng số tiền phải thi hành hơn 51 tỷ đồng, trong đó số tiền có điều kiện giải quyết hơn 36 tỷ đồng, tỷ lệ giải quyết xong đạt hơn 15%. Ngoài ra, trong đợt cao điểm năm 2016, Chi cục thi hành án dân sự quyền Tân Thạnh tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản năm vụ với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng, tương đương 120 diệt. Nhìn chung qua đợt cao điểm thi hành án, đã tập trung giải quyết đáng kể một số lượng án tồn động kéo dài, chưa thi hành được, tạo được sự ủng hộ đồng tình trong nội bộ và quần chúng nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực sâu sắc về nhận thức trong cả hệ thống chính trị và ngoài xã hội đối với công tác thi hành án. Theo kế hoạch quyền Tân Thành triển khai thực hiện cao điểm thi hành án đợt 2 đồng loạt tại 13 xã thị trấn thời gian từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 29 tháng 7 năm 2016. Quỹ ban nhân dân huyện Cần Đức tổ chức họp mặt chức sắc tôn giáo 6 tháng đầu năm 2016. Lãnh đạo Quỹ ban mặt trận Tổ quốc, đại diện các ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã và các vị chức sắc chức việc, đại diện các cơ sở thờ tự tôn giáo trong huyện Cần Đức tham dự hội nghị. Tại buổi họp mặt, ông Ngô Văn Tiến, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân huyện, thông tin cùng các vị chức sắc tôn giáo tình hình kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2016 và những chỉ tiêu nhiệm vụ cần tập trung trong năm 2016 lãnh đạo Quỹ ban mặt trận Tổ quốc quyện thông tin kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Thành tích của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong quá trình phấn đấu đạt danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn quyện và những đóng góp của bà con có đạo trong các phong trào thi đua của địa phương đại diện các tôn giáo cơ sở thờ tự rất phấn khởi trước những kết quả đạt được của địa phương trong thời gian qua. Đồng thời, các vị chức sắc cũng đề nghị Quỹ ban Nhân dân quyện cần duy trì việc họp mặt để các vị chức sắc chức việc tôn giáo nắm bắt thông tin, chủ trương của đảng, nhà nước, nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương để bà con theo đạo hiểu và tham gia hoạt động của địa phương. Quyện Cần Đức hiện có 90 cơ sở thờ tự với hơn 22.000 tín đồ tôn giáo. Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm quả ma túy. Đó là chủ đề của tháng hành động phòng chống ma túy năm 2016 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6. Để thực hiện tốt tháng hành động phòng chống ma túy năm nay, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc quyền Bến Lức, Ban chỉ đạo đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo và các địa phương phải tuyên truyền sâu rộng về hiểm quả ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp cần sa để nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên học sinh sinh viên công nhân lái xe lực lượng công an phối hợp với các ban ngành tăng cường nắm tình hình nhất là tại địa bàn tuyến trọng điểm để tấn công trấn áp các loại tội phạm về ma túy không để hình thành các đường dây ổ nhóm về ma túy hoạt động gây phức tạp tình hình an ninh trật tự và gây bức xúc cho nhân dân các ngành chức năng có liên quan chủ động nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cai nghiện ma túy quản lý người sau cai nghiện và người nghiện ma túy trên địa bàn Tại xã Thành Phước, huyện Thành Quá, Quỹ ban Nhân dân huyện đã tổ chức lễ phát động trồng cây xanh, tôn tạo cảnh quan môi trường xã Thành Phước, xã Nông Thu Mới năm 2016. Tại lễ phát động có đại diện các ban ngành đoàn thể huyện, xã, cùng các bạn đoàn viên thanh niên trong huyện đến dự buổi lễ. Việc trồng cây xanh, ngoài việc tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, còn có phần thực hiện đạt tiêu chí số 17 về môi trường trong 19 tiêu chí xây dựng nông thu mới hiện nay xã Thành Phước còn các tiêu chí chưa đạt, gồm tiêu chí về giao thông, văn hóa, nhà ở, y tế và tiêu chí về môi trường. Sau buổi lễ phát động, đoàn viên thanh niên đã tiến hành ra quân trồng hơn 1.200 cây xanh cặp tuyến tỉnh lộ 817 và các tuyến dân cư trên địa bàn xã việc trồng cây xanh tôn tạo cảnh quan môi trường nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư và bảo vệ môi trường khuyến khích và vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh thân thiện với môi trường từ đó thúc đẩy tinh thần tự giác trong nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới để xã thành phước đạt xã nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra Những ngày qua, mưa xuất hiện đều, độ mặn trên sông tiếp tục giảm. Nông dân cần chuột tất bật làm đất và sinh đồng ruộng tiến hành gieo sạ vụ lúa hè thu. Theo kế hoạch vụ lúa hè thu năm 2016, huyện Cần Duộc gieo xạ 4.500 ha. Tuy nhiên, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy Văn, tỉnh, mùa mưa năm nay đến muộn, tình hình xâm nhập mặn diễn ra phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời vụ cũng như điều kiện canh tác vụ lúa hè thu của bà con nông dân. Ông Nguyễn Giang Phe, ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng, huyện Cần Duộc chia sẻ, Hàng năm là tôi làm là coi như là 20 công ruộng. Câu cái thời tiết hàng năm đó thì giờ này là coi như là chúng tôi đã xả là lúa lên có khoảng 15 20 ngày. Nhưng mà giờ là coi như là do cái cái gốc mặn nó vẫn còn. nông dân chúng tôi là coi như là không có thể nào là coi như là là xả được. Mà hiện tại giờ là coi như đồng trống không có cây lúa nào lên được. Để chuẩn bị tốt cho vụ lúa hè thu năm 2016 đạt năng suất cao, tránh được sâu bệnh gây hại, các địa phương tập trung vận động nông dân làm tốt khâu vệ sinh đồng ruộng. Riêng đối với dùng bị nhiễm mặn, phải tranh thủ nguồn nước ngọt khi mưa xuống để rửa mặn hạ phèn. Trong điều kiện hạn mặn như hiện nay, các ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân nên sử dụng các giống có khả năng chịu phèn mặn như OM4900, OM6976, OM6162 bà con nông dân nên gieo xả đúng lịch khuyến cáo, đảm bảo xuống chống tập trung đồng loạt né rầy từ ngày 13 đến 23 tháng 6 năm 2016. Ông Bùi Hữu Dũng, trưởng trạm khuyến nông quyện Cần Chuột cho biết. Bà con cũng phải tập trung có một số giải pháp là sao chúng ta cố gắng giảm những cái thiệt hại do cái ảnh hưởng của thời tiết trong cái điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Thứ nhất là vấn đề sử dụng giống đó, Thì cố gắng là cô bác sử dụng một số giống lúa mà có khả năng là chịu đựng khó khăn tốt, à, có thể chịu phèn, chịu hạn, à, chịu chịu mặn. À, trong đây thì à, chúng tôi đơn cử có một số giống có khả năng chịu hạn, chịu phèn, chịu mặn tốt. Đó là cô em 6976, cô em 5451, cô em 7447 và cô em 4900. À, đặc biệt là à, riêng đối với một số giống mà có cái tính thơm nhiều thì cô bác cô bác cũng không nên là canh tác nhiều bởi vì những giống đó thì khả năng chịu đựng nó nó kém hơn cái thứ hai nó tình hình sâu bệnh nó cái nhiễm sâu bệnh nó nhiều hơn khả, khả năng chống chịu nó, nó, thấp và cái thứ hai nữa là trong vấn đề mà để giảm cái thiệt hại do cái cái như một số diện tích như mà ảnh hưởng mặn thì rồi đó thì trong năm nay thì cô bác cố gắng là sử dụng cái lượng vôi tương đối nhiều hơn và có thể cô bác sử dụng từ 500 đến một ngàn kg vôi cho cho một hecta à để làm sao mà chúng ta đẩy cái cái lượng mặn mà có trong đất ra giúp cho cái bộ lúa nó phát triển. Một cái điều nữa là trong tình hình hiện nay để giúp cho bộ lúa mà nó phát triển từ bộ rễ lúa nó phát triển được tốt đó thì việc sử dụng phân lân là một yêu cầu mà chúng ta phải phải làm, phải sử dụng. Hiện phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phối hợp với trạm quản lý và khai thác các công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra các công trình đầu mối, khắc phục tình trạng rò rỉ nước mặn vào nội đồng có kế hoạch vận hành điều tiết các công trình đầu mối, phục vụ tốt cho việc ngăn mặn rửa phèn trữ ngọt, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, đồng thời tích cực thực hiện việc nạo vét kênh mương nội đồng, phục vụ tưới tiêu cho vụ lúa hè thu tới. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Thưa quý vị, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp và làm việc với Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp, gọi tắt là AVSE. Do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Hương chủ tịch AVSE làm trưởng đoàn. Tại là buổi làm việc, các thành viên AVSE đã trao đổi, đề xuất một số giải pháp để phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Các đại biểu cho rằng, để phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế trong khu vực Đông Nam Á, thành phố phải xác định được lợi thế cạnh tranh của mình. Một trong những giải pháp quan trọng được đưa ra là xây dựng được cơ sở dữ liệu mở chung cho thành phố, trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Cơ sở dữ liệu sẽ giúp các chuyên gia, nhà quản lý phân tích về hiệu quả quản lý, tìm ra những hướng phát triển, giúp tất cả người dân và các nhà đầu tư có thể truy cập, tìm kiếm, nghiên cứu thông tin cần thiết. Đồng thời, thông qua cơ sở dữ liệu này, sẽ có thêm các ý tưởng đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Theo ông Nguyễn Đức Khương, việc xây dựng cơ sở dữ liệu sẽ mất một năm và thời gian đào tạo nhân lực để vận hành dữ liệu từ 2 đến 3 năm. Qua ngân những ý kiến đề xuất của các thành viên AVSE, Bí thư Thành quỹ Đinh La Thăng cho biết, những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển tốt nhưng vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng thế mạnh để phát triển mạnh mẽ hơn nhằm giành lại vị thế của mình trong khu vực Đông Nam Á. Thành phố sẽ giao diện nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với AVSE xây dựng đề án cụ thể. Trong 6 tháng đầu năm 2016 đã có 54 vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc, làm chết 21 người bị thương 46 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý 17.827 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 269 phương tiện. Đó là thông tin từ Hội thảo Quản lý Khai thác đường bộ cao tốc, một số vấn đề đặt ra tổ chức tại Hà Nội ngày 8 tháng 6. Theo Trung tá Vũ Quang Thái, trưởng phòng tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất an toàn nêu trên là do cơ sở hạ tầng của một số tuyến đường như nội bài Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây chưa đáp ứng tiêu chuẩn về kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ còn hạn chế. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành an toàn giao thông của nhiều người dân còn yếu kém. Tình trạng phá hàng rào hộ lan để bán hàng, đón xe, đi ngược chiều trên các tuyến cao tốc, ô tô, xe máy, người đi bộ, đi vào đường cao tốc vẫn còn khá phổ biến. Ở một số tuyến khác như cao tốc Hà Nội Hải Phòng, nguy cơ mất an toàn giao thông còn phức tạp hơn khi gần đây xảy ra nhiều vụ ném đá, nhiều vụ nổ lớp trên tuyến, trung bình có tới 5 vụ nổ lớp một ngày. Đó là chưa kể tình trạng xe quay đầu rất nhiều, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn nhiều ý kiến cũng phản ánh hệ thống biển báo trên cao tốc hiện không đồng bộ với nhau tại một số vị trí đường nhánh nút giao chưa bố trí đầy đủ thiết bị an toàn giao thông giải phân cách trên cao tốc hiện nay rất dễ gây buồn ngủ cho tài xế các tuyến cao tốc chưa có sự phản quan và ánh sáng tốt giúp lái xe bao quát được trong cự li dài theo The Trust Time, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 8 tháng 6 đã đề xuất cố vấn nhà nước kiêm bộ trưởng ngoại giao Myanmar, Aung San Suu Kyi, làm người phát ngôn của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trên trường quốc tế và đóng vai trò dẫn dắt tại các hội nghị của ASEAN với các quốc gia khác, đặc biệt là tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới, gọi tắt là G20. Người phát ngôn văn phòng Tổng thống Myanmar cho biết, các đề xuất trên được đưa ra trong cuộc gặp của ông Lý Hiển Long với bà Aung San Suu Kyi tại Naypyitaw. Đáp lại đề nghị trên, thì nữ chính khách Myanmar cho biết sẽ làm hết sức để đóng góp cho quan hệ của ASEAN với cộng đồng quốc tế. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Long An. Mến chào tạm biệt quý vị.